Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạo Chí Nghe Điện Việt Nam. Như các bạn đã thấy thì Samsung Galaxy Note 8 hiện tại đang có một giá quá tốt cho những chiếc máy cũ xách tay. Chứ hoàn toàn là 7 triệu là các bạn đã có thể sở hữu được một chiếc rồi. Nhưng lựa chọn Samsung Galaxy Note 8 theo tùy từng mục đích thì các bạn lại phải lưu ý vấn đề này. Bởi vì rõ ràng với Samsung Galaxy Note 8 thì chúng ta có tới hai phiên bản, một phiên bản đến từ thị trường Hàn Quốc và một phiên bản đến từ thị trường Mỹ. Vậy thì những lưu ý đó là gì thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong video này nhé. Đầu tiên ạ, với Samsung Galaxy Note 8, dù cho nó là phiên bản Mỹ hay là phiên bản Hàn Quốc thì chúng ta cũng sẽ đều có những cái thiết kế như nhau, đều có màn hình như nhau, như là kích thước 6,3 độ phân giải 2K cộng, chúng ta sẽ có tấm nền Super AMOLED mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm hiển thị khi mà nhìn vào là cực kỳ đã mắt, bởi vì màu sắc lên rất rực rỡ, độ tương phản cao và cũng như là màu đen sâu. Và đặc biệt với màn hình Super AMOLED mà các bạn cài lên Dark Mode thì nó sẽ giúp các bạn cực kỳ tiết kiệm pin. Hay là đến với thiết kế bên ngoài đi, thì kể cả Samsung Galaxy Note 8 Mỹ hay là Samsung Galaxy Note 8 Hàn Quốc, và nói chung luôn cả Samsung Galaxy Note 8 dành cho thị trường Việt Nam, thì chúng ta cũng sẽ đều có thiết kế rất là vuông vuông và camera kép đặt ngang. Với đấy thì cảm biến vân tay, tất cả các vị trí của logo Samsung thì nó cũng sẽ y chang như nhau. Nhưng đối với riêng chiếc Samsung Galaxy Note 8 đến từ thị trường Mỹ thì các bạn sẽ có thêm một cái dòng logo Galaxy Note 8 rất to ở phía đằng sau phần lưng. Nó thể hiện giống như kiểu là tôi đang sử dụng Galaxy Note 8. Thì tùy theo từng người thôi, nếu các bạn thích có cái dòng chữ đó thì bắt buộc các bạn phải lựa chọn phiên bản Mỹ. Còn nếu như các bạn lựa chọn phiên bản Hàn như mình đã có ở đây, hoặc là cái phiên bản chính hãng dành cho thị trường Việt Nam, nó sẽ không có cái logo đó. Hay là tới với cây bút S Pen đi, thì cả bản Mỹ hay là bản Hàn chúng ta cũng sẽ đều có những tính năng là tương tự như nhau, đều có dịch nhanh, đều có tính nhắn động, đều có screen write, chúng ta smart select và tất cả những cái ghi chú nhanh bằng cây bút này thì nó cũng sẽ đều đầy đủ ở trong phần e comment. Nhưng mà nó sẽ khác nhau ở gì? Đấy là khác nhau ở cấu hình. Một chiếc máy thì sẽ được sở hữu con chip là Exynos 8895, trong khi đó thì với chiếc máy đến từ thị trường Mỹ, Note 8 Mỹ, chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 835. Nếu như trong những trải nghiệm thường ngày ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cả hai chiếc máy đều mang lại cho các bạn những trải nghiệm như nhau, đều có những tác vụ điện thoại, tin nhắn hay là mở nhanh những máy ảnh này là cực kỳ mượt mà. Nhưng khi các bạn sử dụng những chiếc máy này để chơi game ứng dụng nặng thì nó sẽ xảy ra một cái sự đấy là khác biệt nhau hoàn toàn. Các bạn đừng nghĩ rằng là con chip Exynos 8895 và con chip Snapdragon 835 nó đều xem như nhau, tối ưu trên nó là cực kỳ khác. Ví dụ nhá, nếu như các bạn sử dụng với những cái ứng dụng không yêu cầu đòi hỏi đồ họa nặng thì có thể là các bạn sẽ thấy rằng Exynos 8895 và cái con chip Snapdragon 835 là như nhau, bởi vì tốc độ xử lý của CPU trên hai con chip này đều gần như là tương đồng. Nhưng khi các bạn chơi những tựa game nặng nặng như kiểu PUBG Mobile thì các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa hai sản phẩm này. Với chiếc Samsung Galaxy Note 8 đến từ thị trường Hàn Quốc cùng con chip là Exynos 8895 thì các bạn sẽ chỉ mở đồ họa cao nhất là HD cùng với độ mượt là cao, hay là khi các bạn mở hình ảnh xuống mượt thì cái FPS các bạn đạt được nó cũng sẽ chỉ là cao mà thôi, nó sẽ không đạt lên được cực cao hay là đạt lên cực độ giống như trên chiếc Samsung Galaxy Note 8 Mỹ. Note 8 Mỹ thì các bạn có thể mở max setting là HDR cùng với cực cao, còn với cái mức mượt thì các bạn có thể đạt được cực độ. Thì đấy là cái đầu tiên mà các bạn cần phải lưu ý về cái hiệu năng của hai con máy này khi các bạn lựa chọn mua. Các bạn mua Note 8 về chỉ để làm việc cũng như là dùng mượt mà những cái tác vụ hàng ngày thì các bạn nên lựa chọn chiếc Samsung Galaxy Note 8 Hàn Quốc. Còn nếu các bạn mua Note 8 về để có thể là chơi game nữa thì các bạn nên lựa chọn cho mình cái phiên bản Mỹ để có những cái trải nghiệm khi mà chơi game là tuyệt vời nhất. Cái thứ hai đấy là nếu như các bạn không quan tâm quá nhiều đến trải nghiệm chơi game mà các bạn cần hai sim thì khi đó các bạn lại phải quan tâm đến Samsung Galaxy Note 8 Hàn, bởi vì Note 8 Hàn hay là những chiếc máy đến từ thị trường Hàn Quốc gần đây từ Samsung Galaxy S7 trở lên thì nó có thể lên được hai sim bằng một số can thiệp bằng phần mềm. Mà hai sim ở thị trường Việt Nam bây giờ nó gần như là quá phổ biến rồi. Những cái chiếc máy phân phối ở thị trường Việt Nam ví dụ như kiểu là Huawei hay là ví dụ như là Nokia hay là ví dụ như Samsung, gần đây những chiếc máy phân phối thị trường Việt Nam chúng ta đều có hai sim, nên hai sim là không hề thừa thãi ở thị trường Việt Nam mình. Nên là các bạn cần lưu ý, các bạn cần hai sim, các bạn cần những trải nghiệm tác vụ hàng ngày cơ bản mượt mà là được rồi, không cần phải game nặng quá nhiều thì các bạn lựa chọn phiên bản Hàn. Còn nếu các bạn cần trải nghiệm tuyệt vời khi chơi game thì các bạn lựa chọn phiên bản Mỹ, và phiên bản Mỹ tất nhiên nó sẽ không lên hai sim. Đó là những cái lưu ý mà các bạn cần phải biết khi mà chuẩn bị lựa chọn Samsung Galaxy Note 8. Và trên đấy là những chia sẻ của mình về việc lựa chọn Samsung Galaxy Note 8 ở thời điểm hiện tại. Và có lẽ các bạn cũng đã xác định được cái sự lựa chọn của mình là Note 8 Hàn hay Note 8 Mỹ rồi. Xin một comment để lại cái sự lựa chọn của các bạn ở phía bên dưới để mình cùng biết nhé. Còn bây giờ thì video của mình tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy rich, đừng quên để lại một like, share và subscribe YouTube của Tạp chí Nghe Điện Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.